Với trẻ em khi bị rối loạn tiêu hóa thì chế độ ăn hàng ngày không chỉ cung cấp dưỡng chất cho trẻ mà còn giúp cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa. Những băn khoăn của cha mẹ khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì, kiêng gì sẽ được giải đáp ngay sau đây. <laughs> trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì kiêng gì. Trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì? Sữa mẹ, đây là nguồn thức ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ, nhất là đối với trẻ mới sinh cho đến 6 tháng tuổi. Sữa mẹ sẽ giúp ngăn ngừa mất nước khi bị tiêu chảy, làm mềm phân cho trẻ khi bị táo bón, đồng thời bổ sung các dưỡng chất và kháng thể giúp chống lại vi khuẩn gây hại trong đường ruột. Do đó khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa, mẹ nên cho con bú nhiều lần, rút ngắn khoảng cách giữa các lần bú, ví dụ từ 3 tiếng rút ngắn thành còn 2 tiếng. Với những trẻ từ 6 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi, ngoài bú mẹ thì đã ăn thêm một số thực phẩm cung cấp từ bột loãng rồi đến bột đặc có chất xơ và chất béo. Khi trẻ trên 1 tuổi vẫn tiếp tục bú mẹ và ăn thêm cháo để cải thiện rối loạn tiêu hóa thì mẹ không nên sử dụng thực phẩm chứa nhiều đường, chất béo vì những thực phẩm này có thể làm rối loạn trầm trọng hơn. Chuối, chuối là một trong những loại thực phẩm rất tốt cho trẻ rối loạn tiêu hóa vì giúp bổ sung pectin, ngăn ngừa táo bón lại có khả năng cung cấp hàm lượng kali dồi dào, bù đắp lại lượng chất điện giải đã mất trong quá trình trẻ bị nôn ói tiêu chảy. Trong chuối còn chứa nhiều đường tự nhiên, giúp trẻ bị rối loạn tiêu hóa bớt mệt mỏi, giúp tăng cường năng lượng cho bé. Táo, táo là một trong những loại quả có hàm lượng pectin dồi dào, chất xơ trong táo có vai trò quan trọng trong việc ổn định hoạt động của hệ tiêu hóa, tạo điều kiện để vi khuẩn vi sinh vật có lợi trong đường ruột phát triển. Mẹ có thể nấu chín táo dưới dạng sốt hoặc làm món bánh táo yến mạch để trẻ dễ tiêu hóa hơn. Gạo trắng, các món ăn từ gạo trắng rất tốt cho trẻ bị rối loạn tiêu hóa. Khi trẻ ăn các món ăn từ gạo có thể giúp trẻ chắc bụng, dễ tiêu hóa, còn giúp hấp thu bớt những chất lỏng trong đường ruột, nhờ đó làm giảm tiêu chảy. Bánh mì nướng, bánh mì nướng giúp cung cấp nhiều tinh bột, làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, đồng thời đảm bảo nguồn năng lượng cần thiết cho trẻ hoạt động. Rau xanh, Rau lá và rau củ là thành phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của trẻ. Khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa, mẹ nên tăng khẩu phần rau cho trẻ, bổ sung thêm một lượng lớn vitamin và khoáng chất cần thiết cho hệ tiêu hóa để tiêu hóa các chất béo không lành mạnh trong hệ tiêu hóa. Những chất béo này là nguyên nhân gây nên rối loạn tiêu hóa và khó tiêu ở trẻ. Thịt gà, thịt gà chứa nhiều chất đạm nhưng lại có ít chất béo bão hòa. Các thành phần enzyme trong thịt gà giúp xoa dịu cảm giác khó chịu trong dạ dày của trẻ. Khi được nấu chín, thịt gà sẽ trở thành thực phẩm dễ tiêu, có giá trị dinh dưỡng cao cho trẻ. Cà rốt Cà rốt là một trong những thành phần dầu beta caroten, vitamin C, kali, sắt, mangan, canxi, pectin và các chất chống oxy hóa khác. Những chất này không chỉ giúp giảm táo bón, tiêu chảy, cung cấp chất điện giải mà còn tham gia vào quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống miễn dịch cho trẻ. Ngũ cốc nguyên hạt đây là nguồn cung cấp chất đạm thực vật và chất xơ dồi dào, dễ tiêu. Bên cạnh đó, tinh dầu từ các loại hạt còn giúp thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa, vì thế mẹ có thể cho trẻ ăn yến mạch, vừng, hạt sen vân vân để cải thiện rối loạn tiêu hóa cho bé. Gừng, gừng là một loại củ có chứa chất kháng viêm, chống khuẩn, kích thích tiêu hóa. Mẹ dùng gừng giúp giảm các triệu chứng khó chịu do rối loạn tiêu hóa gây ra như đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, đau bụng cho trẻ. Khoai lang, mẹ có thể nghiền khoai cho trẻ ăn hoặc thêm vào các món canh, cháo cho trẻ ăn từ 3 đến 4 lần trên tuần. Khoai lang là loại củ giàu vitamin và carbon hierat, có khả năng kích thích tiêu hóa, ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do, làm lành các tổn thương viêm rết trong dạ dày cũng như ruột của trẻ. Quả bơ, quả bơ có chứa nhiều chất xơ, vitamin A và chất béo lành mạnh, giúp kháng viêm, bảo vệ lớp lót trong đường ruột của trẻ. Trẻ rối loạn tiêu hóa thì nên kiêng gì? Mẹ nên cho trẻ rối loạn tiêu hóa kia những thức ăn chế biến sẵn, những thực phẩm như xúc xích, gà rán, hamburger hay các thức ăn nhanh khác đều là những món trẻ em thường thích, nhưng những thực phẩm này thường chứa rất ít chất dinh dưỡng, nhiều chất béo khó tiêu, mẹ không nên cho trẻ ăn khi trẻ đang bị rối loạn tiêu hóa. Các thực phẩm chế biến sẵn còn có thể khiến trẻ bị rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng hơn. Sữa chứa lactose, một trong những nguyên nhân thường gặp làm trẻ rối loạn tiêu hóa là do không dung nạp được lactose có trong một số sản phẩm sữa nên mẹ có thể để ý và có thể thay loại sữa nếu thấy tiêu hóa của trẻ bị khác lạ. Đồ ngọt, đồ ngọt không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì mà còn khiến đường ruột quá tải dẫn đến rối loạn tiêu hóa, do đó mẹ không nên cho trẻ ăn đồ ngọt nhiều nhé. Đồ ăn chứa nhiều gia vị, do tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện nên mẹ tránh cho trẻ ăn những món ăn chứa nhiều gia vị vì các triệu chứng khó chịu ở bụng, đặc biệt là tình trạng táo bón, tiêu chảy sẽ xảy ra. Các món chiên xào Các món chiên xào thì thường hay sử dụng nhiều dầu mỡ nên hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của trẻ, đặc biệt là khi trẻ đang bị rối loạn tiêu hóa. Nếu các mẹ có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment ở phía dưới nhé, hoặc gọi vào hotline 0929 197 777 để nhận được tư vấn từ chuyên gia. Nhớ like và subscribe kênh nếu mẹ cảm thấy hay để nhận được nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày.